Ồ, rất là siêng năng nha. Cả nhà bấm vào màn hình rất nhiều, 256.000 lượt thích luôn rồi. Xong rồi team thì quá trời luôn. Cô Thanh Nga thì luôn luôn đứng đầu. Quá trời rồi, cảm ơn mọi người Cảm nhiều ơn chị nha. Thổ Châu nha, tặng ốc quế luôn. Trời làm thèm Kênh kem chính của chị à? Dạ đúng rồi, kênh này là kênh chính nha. Thực ra buổi livestream hôm nay của tụi em là để cố gắng là cho mọi người biết được là đây là kênh chính của chị Loan. Ủa, cái đâu. mũ Mất tiêu rồi, nhanh quá, chị. nhìn không kịp Ủa, nãy giờ có ai tặng cái mũ chưa ta? hả? Nãy giờ có ai tặng chị cái mũ chưa? Có À, kỹ kỹ sĩ ca xe môi sa nét ép à, kỹ loại đó một. Masonai, À dạ, Masonai phải không? Còn Masonai đó, đó là anh Tư. Masonai. Anh Tư lúc nào cũng che nắng che mưa che em hết, thương lắm. Rồi, dạ em cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Dạ không có bán hàng bên này, mà hôm nay con lên chỉ có giao lưu với cô chú anh chị thôi, để cho mọi người biết đây là kênh chính chủ của con, cho nên không có bán. Lên để giao lưu. Ôi nón nữa kìa. Một cái nót nữa. Nón nhiều lắm. Rồi, không biết là cả nhà mình có câu hỏi gì không để em trả lời luôn nè. Quá trời rồi, ủng hộ chị Ni hôm nay không tới hả chị? Chị Ni có công việc rồi, chị Ni không tới. Da Hồng Loan nay đẹp. Dạ không, mình mấy cái này mình trộm ví giùm em đó mới. Thực ra trộm ví giùm em đó nha. Trời ơi, xinh xắn là được rồi. Quá trời kìa, đừng có tặng bộ gâu, gâu nó Gọi tên em đi chị. lắm. Kìa ơi, phó bông này quá đẹp luôn. Ôi, cảm ơn chị nhiều nha. Yêu Ai? em chị bé. Cũng họ Lan. Dạ, khi nào ra MV hả? Dạ, sẽ ra MV rất là nhiều luôn, chắc cũng cỡ 10 bài để gửi tặng đến cô chú anh chị với lại làm kỷ niệm thôi. Ủa, mình có thời gian ra không ta? Có Có hả? hết. Rồi, nói chung là cả nhà mình phải theo dõi Dạ trên tất cả các nền tảng của chị nha, để mình biết được thời gian ra với lại là ra bài gì. em cảm ơn chị Út nhà quê nha, chúc chị nhiều sức khỏe, chúc đại gia đình nhiều sức khỏe nghe. Rủ về BK đi. Thật ra là em không biết là BK được chưa, tại vì đây là nick mới cho nên là không biết là BK được chưa nha. Lát nữa để xem thử là mình có thể BK được thì mình sẽ BK luôn. BK vui lắm chị. Là gì? Có nghĩa là mình kêu sẽ xuất hiện hai màn hình. Ở trên là một người còn lại, ở dưới là của chị. Nón được Xong rồi quánh nhau. Kiểu như là chị sẽ hô hào cho mọi người ủng hộ cho chị. Sẽ nó sẽ có cái nút ở đây, nếu mà mọi người càng ủng hộ cho chị thì kéo cái nút đó qua. Còn bên kia nhiều hơn thì kéo ngược lại. Đó, ai thắng thì mình sẽ làm, ví dụ như là sẽ thách chị là nếu mà chị thua thì chị sẽ hát hai bài, hoặc là chị thách bên kia nếu mà thua thì vẽ lên mặt. Đó. Kiểu như chưa chưa là được chưa được thông nghe, từ từ đi, chưa được thông không hiểu, hơi khó hiểu quá kiểu trôn trôn đó. từ. Ôi đây ở đây nhiều nhiều cái vui quá vậy. Dạ, thật ra thì buổi nào mình không cần livestream bán hàng thì mình có Cảm thể ơn chị lên Phượng mình Loan mua như vậy cũng nha. được. Bến Rồi. Tre chào chị. Ồ, có cái mũi TikTok này Cảm ơn. nè. Cảm ơn em, cảm ơn chị Thổ Châu nha. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, cảm ơn chị An An luôn, quá quá trời bông hồng, quá trời nón luôn, kem ốc quế sầu riêng luôn. Rồi bánh kem nè, hoa hồng Ôi, tình yêu nè. 2K8 rồi. Xin thêm 200 người rồi đi lên 3K đi. Dạ 3K đi, con sẽ hát tặng mọi người nha. Đúng rồi, 3K đi. Mình có hé lộ cái bài gì không chị? Một cái bài thân quen đi. Chắc bài Bài ruột gột đi. Không, mình đố đi cho mọi người comment quá. thử là bài ruột của chị là bài gì. Comment mọi người ơi. Ô hoa được, dễ thương quá. Không, này nói chung là cưới rồi, không biết con có tính thấp hôn lại không mà cho hoa nhiều quá. Con Bà gì? già rồi sắp hôn gì nữa, năm bé rồi. Cô tạo dáng đi, con chụp cho. Tạo dáng chị ơi, chuẩn bị chụp nha. Chụp làm avatar chị ơi, chụp avatar nguyên. Mọi người sẽ có kiểu là chụp màn hình xong làm avatar, là ai cũng làm avatar y chang nhau. Cái mặt chị lên Hay luôn. gì Ừ. kìa, phải không, phải bài đó không anh chị? 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Đoán xem. Đoán xem. Cho 5 phút để đoán. Sao chưa có giỏ hàng mà để mọi người đặt? Dạ không, tụi em không có bán hàng, hôm sau mới bán nha. Hôm nay không bán. Chữ hiếu chữ tình. Mùa chôm chôm. Mùa chôm chôm. Chết rồi, quá trời chôm chôm. Ở đâu miền Tây qua vậy? Tình đẹp mùa chôm chôm. Chôm chôm dạ. Ôi, tặng chị cái môi được kìa. Cái môi nè.
2 ca chín rồi, chuẩn bị 3 ca nha, chết rồi, 3 ca nhanh lắm nha, chết 3 ca lên nhanh á. Ngày không dễ thương quá kệ, cảm ơn chị đã đặt em trái tim nha. Cảm ơn chị Ngọc Huyền. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không, bài nói buồn hoa phượng là phải có chị đi hát chung mới được. Tình đẹp mùa chân chơm. 3 ca rồi, hát đi chưa? Ủa, chưa, chị thấy 3 ca chưa? Chưa. Chưa mà, hù em không? Hù em. Nỗi buồn hoa phượng không phải nha. Rồi cho mọi người comment lần cuối nè. Nhanh đi, mình lên 3 ca nè. Cái bài em bật mí nha, cái bài này của chị Như Quỳnh hát. Như Quỳnh hát, những chiếc xe trên cuộc đời. Nít thật nha, đương nhiên rồi. Đang livestream mà. Cái nón kìa. Ồ, chìa khóa. Chìa khóa tình yêu. Nhốt em vào tình yêu. Nhốt em vào trái tim. Bì Thái Tú à, cảm ơn anh nhiều nha. Duyên bì phận thái, Bì Thái Tử. Bì Thái Tử à. Đổi tên luôn là bây giờ. 3K rồi. Ủa sao em chưa thấy 3K rồi. Nhanh vậy. Đâu này 29 nè. Ủa của chị 29 nè. Nút nữa đi. Của em 3 rồi nè. Nhanh vậy. Em 3 rồi. Chắc bị lắc quá. Chắc hơi lắc rồi. Ừ, hơi lắc à. Mọi người follow giùm em nha, follow và chia sẻ cái kênh TikTok này của em giùm nha, đại gia đình ơi. Đúng rồi, phải follow nha, hôm nay là chính thức, cái kênh này là kênh chính thức của chị luôn nha. Không thể lạc đâu được nữa nha. Cái kênh này là chỉ để dành để chia sẻ gặp cô chú anh chị thôi, chứ không có bán hàng. Hả? Uống gì ờ cho xin. Cảm ơn nha. Ngọc é, được một chai ngọc é muốn. Cho em uống miếng nha, giờ đại gia đình ơi. Rồi ok, 3K rồi. Cô chị lên 3K chưa? Cô chị vẫn đứng 2K9. Sao kỳ vậy ta, lắc rồi. Rồi 3K rồi. Comment lại giùm em bài gì với? Bài bữa nay em hát bài mới nha, đại gia đình nha. Bài mới nha, không có chôm chôm nữa nha. Chui rồi, nãy giờ rồi. Không nãy giờ chôm luôn. Duyên phận nè. Dạ, duyên phận đúng rồi. Hay dữ tay, vỗ tay. Cho em chàng vỗ tay thôi. Qua lát duyên phận là đúng rồi đó, quá cho em tặng anh chị bài bịch nha. Mọi người comment cái vỗ tay đi. Comment vỗ tay cho em đi. Giờ em sẽ tặng mọi người bài duyên phận nha. Hát hơi dở xíu đừng chê. Không bằng chị Như Quỳnh được đâu. Lâu lắm rồi mới hát lại bài đó cho nên là không biết có hát nổi không. Gung lắm. Dạ rồi, ok, cho em cái... quên. Đây. Rồi cả nhà chuẩn bị nha, mình chuẩn bị tung bông tung hoa nha trong lúc chị hát nha. Trời ơi, hồi hộp quá. Yeah, có cái tay kìa, yeah, trái tim này hứng. Hồi dễ thương quá à. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha, trời tặng bông tặng tim em quá trời luôn. Chôm chôm luôn. Không, chôm chôm là sẽ còn mùa hoài. Có cái lo đẹp lắm. Không biết hát nổi hơn nữa.